Chiều ngày 24 tháng 8, Hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt tổ chức Đại hội đại biểu học sinh sinh viên trường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Trường Đại học Đà Lạt hiện có trên 10.000 sinh viên theo học tại 14 khoa. Nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt đã thực hiện hiệu quả phong trào sinh viên năm tốt với 3.500 sinh viên đạt danh hiệu, 2 sinh viên đạt danh hiệu sau tháng giêng, 1 sinh viên đạt danh hiệu cấp trung ương. Ngoài ra, sinh viên của trường còn ra sức rèn luyện đạo đức, tác phong, học tập sáng tạo và phát huy hiệu quả chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện. Trong nhiệm kỳ đã có 1.350 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia các cấp, 100% liên chi hội có ít nhất một công trình thanh niên, một năm tổ chức ít nhất 4 lần hiến máu tình nguyện, đã có gần 400 hội viên sinh viên tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Toàn nhiệm kỳ đã kết nạp được 20 sinh viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Đại hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt lần này đánh dấu bước phát triển mới của công tác hội và phong trào sinh viên, là diễn đàn để hội viên sinh viên trường thảo luận, đúc kết thực tiễn, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2023, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong công tác hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2023-2025, với quyết tâm xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng, bản lĩnh, có lối sống đẹp, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ, luôn đổi mới, sáng tạo, khát vọng hội nhập và phát triển, tích cực tham gia xây dựng và phát triển trường vững mạnh. Hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt đã bầu ban chấp hành mới, bao gồm 25 thành viên. Anh Nguyễn Đình Nghiệp được tín nhiệm tái đắc cử làm chủ tịch hội sinh viên của trường, nhiệm kỳ 2023-2025.